rồi thì lúc đấy anh ấy khá là bất cần, giận nhau chẳng hạn, thì anh ấy sẽ luôn là người kệ, kệ em như thế là không được, kệ em không được như thế này như thế kia. Mặc dù tính em thì rất là nóng nên là về sau rồi em cứ kiểu phải nhịn dần. Xin chào hai em. Dạ. Vâng. Em chào anh Thu Thuận, chào chị Hồng Vân. Em chào anh chị và chào tất cả các bạn đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Vâng, em là Nam, năm nay em 33 tuổi. Công việc của Nam là gì? Em đang làm về tài chính cho một công ty vận tải. Em đang sinh sống ở đâu Nam? Em mới chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn được 6 tháng. Còn em? Dạ, em là Giang và mọi người hay gọi em là Hana Giang Anh. Em là huấn luyện viên thể thao và là fitness influencer. Bây giờ mời hai em có thể nói cho, kể cho chương trình biết là hai em quen nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Đầu tiên là bọn em gặp nhau ở trên quán bar đang nhảy sập sình này. Thì va phải nhau. Hôm đấy lại rất tình cờ bởi vì cái đợt đấy công việc em hơi bận, ra rất lâu không đi chơi. Xong rồi lên đấy thì vợ em lại quen một người bạn trong hội mà lại đang đi một đội khác. Thế là đi qua thấy chỗ em vui hơn, thế là sang đây chơi luôn. Anh ấy lúc đấy có xin số điện thoại của em. Xong rồi em bảo là không, lấy làm gì. Thôi em nhảy tiếp, nhảy này. Rồi. Lúc đó em ấn tượng gì với bạn này? Chứ còn chị gặp vợ em đó là chị ấn tượng liền. Đó, đúng rồi vậy. Em ấn tượng lúc đầu là rất là vui tính, hòa đồng và cá tính. Đúng cái phong cách con gái em thích. Nhưng mà em xin số lần thứ 3 mới cho. Sao đến vậy? Lúc đi về rồi mới cho. Tại vì mục đích của em không phải là để làm quen. Em không có nhu cầu làm quen vào thời điểm đấy. Lúc đó là bọn em mới chuyển đi ra một cái quán khác để chơi. Thế là sẽ ngồi xuống để chơi. Bọn em chơi trò win, quản tù tì xem là ai thắng sẽ được hôn người thua. Và lúc đấy là tự nhiên là anh hôn em. Thế xong em thấy là hôn được đấy, thế em cho số điện thoại. Hôn đủ đâu mà được. Hôn miệng chứ á, chứ hôn đâu á. Tại sao nó khá là vui với cái nụ hôn của anh này? Vì em thấy nó vừa vặn. Vâng. Nó không có gì nó quá cả. Nó là một cái gì đấy nó rất là vừa vặn. Thế là em ấn tượng luôn. Em cho số xem như nào. Cô này thì cô thấy vừa vặn. Nhưng mà em thì em thấy sao? Em thì là người có chủ định. Vì trò đấy là em nghĩ ra. Em là người nghĩ ra. Thành ra là cảm giác của em là cảm giác chiến thắng thôi. Vậy là em tiếp tục con đường chinh phục của em với vợ em sau cái đêm đó. Đó. Hôm sau em có qua hẹn đi uống cà phê. Xong rồi hôm sau lại hẹn tiếp. Thì vợ em lúc đấy mới bảo là em là người tập trung vào công việc. Em chưa bao giờ quen anh nào mà cứ gặp nhau liên tục đâu. Thế là bọn em gặp nhau liền 3 tháng luôn, không nghỉ ngày nào. Nhưng mà trong 3 tháng đó em thấy anh này á, anh sao? Đối với em nó giống như là một cái gì đấy nó phù hợp và nó cứ cuốn đi ạ. Em cảm giác như là anh này có những cái thứ mà em thích và cần. Ví dụ như là trông em cá tính này thôi nhưng thực ra em lại là một người có yêu cầu một cái sự truyền thống nhưng mà lại phải phá cách. Tức là em không thích các cái bạn có cùng độ tuổi đồng trang lứa với em. Anh này hơn em 6 tuổi thì là một cái độ tuổi em cảm thấy là đủ trưởng thành để có nhiều cái khiến mình có thể khám phá. Và ngoài ra thì anh ấy làm trong một môi trường rất khác em là môi trường nhà nước. Nên anh ấy sẽ chững chạc và già dặn, có những cái có thể lít được mình. Nhưng ngoài ra thì anh ấy lại rất là ham chơi, anh có những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Nên là em cảm giác anh rất là thú vị. Nên là em theo thôi. Rồi nói chung là hai người coi như làm khác ngành nghề nhau cho nên là gặp nhau là đúng rồi, đúng không? Ai nhìn em cũng bảo là tại sao người yêu của mày phải là một anh 6 múi. Tại vì em làm huấn luyện viên mà. Phải là một anh 6 múi to. Đúng rồi. Chứ sao lại yêu anh như thế này, ai cũng thắc mắc hết à? Đúng rồi. Nhưng mà anh có dạn dĩ không? Dạn dĩ lắm chứ ạ. Nếu không dạn dĩ thì em nói thật là không thể yêu được em luôn. Đó. Ví dụ. Trong những cái chuyện như là anh có dám đề cập ngay và liền không? Dạ không, sẽ là một người mà mang tính chất là lãnh đạo nhưng mà lại tinh tế chứ không thô thiển. Nên là người ta sẽ không đề cập ngay tất cả những cái chuyện như là hôn, là em chờ mãi thì được hôn nhưng mà phải có khi phải một tháng mới được hôn, em không nhớ nữa nhưng mà em nhớ là nó rất lâu. Luôn luôn là như thế, luôn luôn để em phải cảm thấy là phải chờ. Cái đó là chiến thuật của em hả hay sao? Em thấy nó vừa là chiến thuật mà vừa là kinh nghiệm nữa. Em nhận ra là ví dụ vợ em rất là cá tính và mà lại nhanh chán nữa. Có những người đi chơi vài lần kể cho em nghe thấy chán, em bảo không được, mình mà cái gì cũng dễ có quá thì chả mấy mà chán. Nên là ta cứ để dành đó, đúng không? Rồi sau đó tình cảm của các em nó phát triển như thế nào? Bao lâu thì hai đứa mới có những cái chuyến đi chơi xa? Bọn em được khoảng một tháng. Thì có chuyến đi đầu tiên là đi... Đi đâu nhỉ? Đi Nha Trang. À đi Nha Trang. Là đi từ đâu vào Nha Trang? Dạ, bọn em ở Hà Nội mà. Thì đi được khoảng một tuần. Chuyến đi đấy có cái đặc biệt là lần đầu của nhiều thứ.
lần đầu của nhiều thứ. cái lần như là đâu chị nghĩ là lần đầu của một thứ thôi chứ sao nhiều thứ. Lần đầu đi chơi này, lần đầu đi chơi chung đúng không? Vâng. Lần đầu ở chung. Lần đầu nói chung trên một chiếc giường. Lần đầu gối đầu cùng một chiếc gối. Trong cái đêm đó thì anh ấy như thế nào? Anh ấy cũng như cái lần nụ hôn đầu tiên là anh ấy vừa phải, chẳng có gì quá cả, nó ở trong cái mức trung bình vừa phải, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Nhưng mà cái vừa phải đó em thích? Em thấy thích được. Nếu mà nó lố lên một chút xíu là liệu em có thích hay không? Em cũng không biết nữa, tại vì ở trong cái câu chuyện tình dục nó khác. Có thể là với người này thì nó là hợp và vừa, có người kia thì nó lại là mạnh hơn và lôi cuống phóng khoáng, còn có người thì lại là lịch sự, bình tĩnh, chậm rãi. Thì mỗi cái nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm khác nhau, nên là em cũng không biết là thực sự là mình thích cái gì, em chỉ thấy nó vừa vặn thôi. Nó phù hợp. Với nam, với em là hòa hợp đúng không? Vâng. Với nam thì sao? Cô ấy thế nào? Cô ấy thế nào? Nói thật đi. Với hôm đấy thì ấn tượng đối với em thật là nó cũng không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Em nghĩ là đàn ông thì sẽ thích cái chinh phục hơn. Thì hôm đấy là cảm giác của người chinh phục thôi. Để còn cảm nhận sâu hơn thì phải những lần sau. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là sau chuyến đi đó rồi là tình cảm của các em coi như là nó khăng khít hơn. Rồi hai đứa có dọn về ở chung với nhau không? Dạ có. Sau đó bao lâu thì về ở chung? Chắc khoảng một tháng. Nói lâu chung là em ơi lâu ghê cơ, thời gian nó dài dằng dặc ấy. Đúng ra là về là phải gom quần áo ra ở chung ngay liền là. Lý do của anh ý là trong một hôm, thực ra em cũng không nghĩ em sẽ ở chung ngay, bởi vì là mọi thứ nó cứ tự nhiên thôi. Xong rồi một hôm anh ý, em nhớ là anh đang đèo em đi Hồ Tây đúng không? Xong rồi anh bảo là ôi dồi ôi, đường từ nhà anh đến nhà em đi qua Hồ Tây, xong rồi nó xa ơi là xa ấy, mặt trời thì lạnh, đang mùa đông, hay là về ở chung ấy cho đỡ phải đưa đón nhở. Giao đãi đó. Em đi thôi, em thấy hợp lý. Về ở chung với nhau thì như thế nào? Về ở chung ạ, em có cái kỷ niệm là đấy là quãng thời gian rất là tuyệt vời. Tại vì anh này, anh ý giúp em rửa bát này, anh ý giúp em, nhà em nuôi con chó rất là to, 50 cân. Mà mỗi một lần mà nó đi vệ sinh thì nó khắp nhà, mà anh ấy giúp em dọn hết. Xong rồi anh ấy giúp em rất nhiều việc, lúc nào cũng làm mọi thứ cùng nhau. Nên em cảm giác nó rất là dễ chịu và thoải mái. Nhưng mà về thì tụi em có bị đục gọi là xung đột với nhau về lý tưởng sống, về quan điểm sống, về cái tính chất công việc, giờ giấc như thế nào không? Chỉ vướng một cái là sau đấy một thời gian thì em phải đi công tác xa. Thời gian đấy vợ em ở nhà một mình thì cũng chắc là cũng buồn. Vì ngày xưa ở chung với bố mẹ thì còn có bố mẹ, chứ còn em đi là đấy đi khoảng 3 tháng. Lúc đấy là đi công tác lần đầu tiên của anh ý kể từ lúc hai người yêu nhau. Và nó mới đem lại cho em một cái cú sốc là ôi giời ơi, tưởng thế nào, hóa ra mỗi lần đi công tác thì đi luôn 3 tháng. Mà một năm ấy thì đi 3 lần đấy anh chị. Trời ơi. Và đấy là lần đầu tiên. Em rất là sốc. Vâng. Anh ấy cũng hay phải đi tiếp khách nữa. Nên là mỗi một lần mà anh ấy đi tiếp khách thì em đều sốc. Em gọi điện cho anh ý, tức là anh hẹn là 10 giờ nhưng mà 10 giờ em chưa thấy có mặt. Thế em gọi, anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở đường Nguyễn Chí Thanh. Xong rồi em nghi ngờ em hỏi lại lần nữa, anh đang ở đâu đấy? Anh bảo, anh đang ở Láng Hạ. Xong rồi ngay sau câu đấy luôn. Thế xong rồi em biết ngay rồi, em bảo là thế à? Thế xong rồi anh sẽ, em nói gì mà nhiều thế? Nhưng mà những người mà nói lộn địa chỉ như vậy á, thường là em có nghi ngờ là những người đó là không chân thật không? Lúc đầu thì em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đến thời điểm này là yêu nhau bao lâu rồi nhở? 5 năm à? Gần 6 năm. Bây giờ bọn em quá hiểu. Em không còn gì để, em không có một chút nghi ngờ nào hết. Nhưng mà anh thắc mắc nè, khi anh cầu hôn em là như thế nào? Không có cầu hôn anh ạ. Không cầu hôn gì sao mà em chấp nhận cưới ông? Anh ấy bảo là đang ở chung thì anh ấy bảo là em này, anh thấy bọn mình ở với nhau vui nhở? Bây giờ mình cưới nhau thì chả khác gì cả, chỉ có thêm bố thêm mẹ thôi. Thế bây giờ mình cưới đi. Thế là lúc đấy em không hề có ý định lấy chồng, vì em hình như mới chỉ có 23 tuổi à. Em không có ý định lấy chồng. Nhưng mà em nghe em thấy bảo ừ cũng đúng, nhưng mà để xem đã. Xong em chả hiểu sao cuối cùng cưới nhau nữa. Em chắc bị lừa. Xong cuối cùng là cái đám cưới đúng không? Vâng, em cũng lên kế hoạch dần dần. Như vậy thì sau lúc mà tụi em bắt đầu dọn về sống chung với nhau rồi á, thì là những cái tật xấu như thế nào là bắt đầu lòi ra? Hay là không có tật xấu? Có chứ ạ, con người ai chả có tật xấu. Nhưng mà đến lúc mà cưới xong rồi đúng là nó vẫn khác sống thử đấy ạ. Đây là cái này phải cảnh báo các bạn gái. Lúc mà sống thử thì rõ ràng anh ấy rất là thích rửa bát, anh làm mọi thứ cùng em. Nhưng bắt đầu là cưới nhau rồi, không, anh không rửa bát nữa đâu. Anh mệt lắm, để anh gọi dọn nhà cho em nhé. Anh ấy chỉ còn đi đổ rác và giặt quần áo thôi. Có nghĩa là nó bớt dần, đúng không? Bớt dần. Ví dụ như là anh ấy rất là bừa, anh ấy thích
cởi quần ra xong rồi là để nguyên cái quần ở trên sàn là và hai số cái 8 đó. Quần vâng nó 8. Giống như thế rất là kinh. Rồi em đi nhặt. Em đi nhặt xong rồi anh ấy còn hay vứt quần cởi ra, anh ấy vứt, anh ấy rúi ở trong một cái chỗ nào đấy, xong rồi em bảo là đây không phải chỗ để quần, anh ấy bảo là không để đấy thì để đâu, xong rồi em bảo là cất vào trong tủ đi, không anh để đấy để mai anh mặc tiếp. Xong rồi nó cứ dần nhiều lên, hai quần xong lại ba quần, bốn quần anh ấy rúi ở trong góc nhà. Bây giờ còn không? Vẫn thế ạ. À? À, thứ nhất là bừa bộn nè, rồi thứ hai là gì? Thứ hai thì vẫn là những câu chuyện khi đi đi chơi của anh ấy, lúc mà anh ấy nhậu rồi thì lúc đấy anh ấy khá là bất cần. Ví dụ trong những lúc mà bọn em giận nhau chẳng hạn thì anh ấy sẽ luôn là người kệ em như thế là không được, kệ em không được như thế này như thế kia. Mặc dù tính em thì rất là nóng nên là về sau rồi em cứ kiểu phải nhịn dần. Trong cái chuyện mà trả bài này nọ nữa, anh ấy có nhiệt tình không? Bây sau giờ... khi cưới xong hey. Chồng em cũng vẫn đều đặn nhưng mà em nghĩ là mức độ nhiệt tình thì ở mức độ ví dụ đây là khá, vừa, tốt, rất khá, xuất sắc thì anh sẽ ở mức vừa. Mà em không muốn anh ở mức độ nào? Em nghĩ là ở mức độ cao hơn một mức là vừa. Cao hơn một mức nữa. Anh đang ở trung bình thôi đúng không? Vâng. Anh phải lên cái khá. Dù sao thì đấy là mong muốn của em thôi nhưng mà bọn em vẫn hòa hợp và chấp nhận tại vì em hiểu là không phải ai lúc nào cũng ở trong trạng thái thoải mái nhất để người ta có thể phục vụ 24/7. Những lúc như vậy thì em sẽ giải tỏa bằng cách nào? Đó. Thì em sẽ có cách giải tỏa riêng của em. Em sẽ tự giải tỏa thôi. Em cảm thấy đấy là nhu cầu của em thì em cũng tự có trách nhiệm với nó chứ em không gánh để hết trên vai. Bắt anh gánh. Vâng. Rồi. Nhưng mà em thì tập thể gọi là một huấn luyện viên. Vâng. Đúng không? Em có huấn luyện chồng em tập thể thao không? Tiếp tọt cũng ngon lành lắm rồi, chắc có tập nhiều không? Đấy nhá, em cảm ơn chị đã khen chồng em. Anh ấy luôn tự tin là bụng anh ấy bé nhất ở công ty. Nhưng mà là em có tập không? Em có. Ngày hồi mới quen nhau thì em chưa tập. Nhưng mà đợt về sau các em hồi đấy hay đưa vợ đi làm. Mua thẻ mình vào đây mình tập luôn. Từ đấy mới bắt đầu đi tập. Đúng. Nhưng mà có yêu cầu PT này huấn luyện cho mình không? PT này huấn luyện em được vài lần. Cả huấn luyện bạn em nữa. Nhưng mà ai cũng sợ. Khó lắm mà. Em kinh lắm ạ. Bạn em kêu là nghĩ ra những cái bài tập mà tập xong không ai muốn tập tiếp nữa. Em thấy anh tập được không? Anh nên tập ạ. Khó lắm đúng không? Đó. Bây giờ tới em đó. Nói cho anh biết coi cô ấy có tật xấu gì không? Kể ra cái tính xấu của vợ em thì khá là nhiều. Bởi vì vợ em có một điểm là vô tâm và không để ý những cái xung quanh ấy. Nên là mình bận rộn thì mình cứ làm việc của mình thôi. Còn tất cả những cái xung quanh như kiểu đồ đạc, nhà cửa hay là chồng như nào thì lúc mình bận là mình cứ để sau hết, ưu tiên công việc trước. Ví dụ như có lần mà em cất giặt đồ xong rồi mang vào cất thì em chỉ gấp quần áo của em thôi, còn quần áo của vợ em không biết cất đâu thì em cứ để đấy. Thế là sau 3 lần thì nó đầy hết cả giường. Thế là em bảo là thôi mình sang phòng con ngủ, quần áo cứ để đấy. Cuối cùng sau 2 tuần lúc đấy phải cãi nhau. Hôm đấy về cãi nhau đúng không? Vậy hả? Vâng. Rồi tính tình cô ấy thì sao? Có yểu điệu thục nữ hay là mưa nắng thất thường không? Tính tình thì anh dùng từ mưa nắng thất thường là còn chưa diễn tả được hết đấy. Có một hôm đi mua cái áo mới cho em, bảo là áo này đẹp lắm, anh mặc đẹp lắm. Thế là em về em mặc một lần rồi em mang đi giặt. Xong lần thứ hai mặc lại bảo sao anh lấy đâu ra cái áo xấu này? Em cũng không biết là quên mình luôn, như thế. Quên luôn là mình mua cho chồng. Nó là anh quên đó. Nhưng mà cô ấy có phải là người nóng tính không? Ngày xưa thì khá là nóng tính. Có một lần lần đầu em cãi nhau lần lớn nhất ấy. Xong rồi nói với em là thôi bây giờ em không chịu nữa, chia tay đi. Thế là em mới bảo chia tay rồi thôi. Xong rồi em đi chơi. Thế là hôm sau thấy gọi cho em bảo anh không qua đón em à? Em bảo là chia tay rồi đón gì nữa. Em nói đùa mà anh cũng tin à? Không phải em nói đùa mà em nói thế mà anh cũng chia tay em à. Từ đấy em mới bảo là anh người lớn rồi, anh không có kiểu chia tay trẻ con thế đâu. Là cũng đỡ dần rồi. Rồi còn gì nữa không nè? Còn gì nhỉ? Ví dụ như là những lần phải kể đến để em tự kệ tính xấu của em cho anh là em đập điện thoại chẳng hạn. Nóng tính đó, nóng tính đập điện thoại đúng không? Nhưng mà đập cả laptop, em đập laptop cho em nhờ? Mấy cái tính đấy thì em cũng gọi là cũng điều trị được. Một lần đập điện thoại của em xong rồi hôm sau phải đưa em đi mua điện thoại. Là tốn tiền. Thế là bây giờ là không dám đập nữa. Em điện thoại em cũng cũ rồi, mấy lần gây sự mà không thấy mang đi đập. Bây giờ mỗi lần cũng mong đập lắm để mua cái mới. rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì cũng luôn phát triển về tư duy, về cách suy nghĩ thì trưởng thành hơn từng ngày. Em mong vợ em là biết lắng nghe hơn. Đúng là
chồng em cũng ít khi nói cái này, chưa bao giờ em cũng không biết là em biết là cái điểm yếu của em là lắng nghe, nên là nhưng mà em chưa bao giờ biết là chồng em cần điều đấy cả, nên là nó chỉ có cái chương trình này nó mới có một cái hạng mục gọi là mong muốn thay đổi một cách cực kỳ nghiêm túc, cho nên đây là cơ hội đó. Giờ tới em đó. Em ôi rồi mong muốn mãnh liệt luôn chứ không nhẹ nhàng như anh đâu. Đấy là em, mặc dù em biết là em rất thích cho chồng em được thoải mái, nhưng mà đôi khi em rất muốn là chồng em đầu tư hơn vào cái thời gian lãng mạn dành cho em. Tại vì em rất thích điều đấy, và đối với em thì nó là một cái ngọn lửa nuôi dưỡng tình yêu của em với anh ấy. Sao em cảm nhận cái mong muốn của vợ sao? Em thấy điều đó là chính xác không? Là em, đúng không? Em thấy chính xác. Em cũng sẽ chuẩn bị một lời hứa. Anh biết là em luôn muốn là có một chuyến đi du lịch chung của hai vợ chồng. Nhưng mà do điều kiện công việc của anh thì chưa thể sắp xếp được. Nhưng mà chắc chắn là một ngày kỷ niệm quan trọng của chúng ta trong năm nay. Còn gì nữa không? còn hành động gì? Anh cũng đứng lên tiếp nhận liền quyền lợi của mình. Dạ, vâng, tiếp nhận quyền lợi mà. Nhận nào? Anh chắc chắn là sẽ có món quà đặc biệt cho em trong lúc đấy. Món quà một lời hứa thôi. Rồi, lời hứa này tuyệt vời lắm rồi nào. Thôn một cái đó. Em cảm ơn anh rồi, rất nhiều luôn. Một lần nữa thì anh xin thay mặt chương trình này cảm ơn hai em đã đến đây tham dự ha. Và xin chúc cho hai em luôn luôn giữ ngọn lửa yêu thương, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ như thế này. Em cảm ơn anh chị rất. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đúng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ dục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc... Lúc bố thử hai vạch đó. À lúc đấy là... mới á. Mới tầm mới 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không? Dạ vâng. Vui. Hay là cưới liền. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này, đến khi mà, thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm mấy con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. Là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Đi chị gì ta hiểu không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là dùng vào vợ hết. Rồi, hay quá. Và sao đó? Rồi vậy là hay rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Tả giấy rồi em bé đó. Con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nha. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sang năm ạ. Con như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm. Nếu đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất là thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì lại tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và
mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi, có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngứa mắt, thôi vợ lui ra để anh làm. À, ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó, cũng một tay nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ, đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết các thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Đó, các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả. Đó, như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đó, hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây, xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là đi nhậu ăn với sinh nhật ạ? Ăn sinh nhật bạn bè. Đúng thật là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Đấy là anh hả? Tặng. Vâng. Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ? Lúc yêu thì cũng hơi. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn, chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Nhưng mà được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì cũng hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game nữa. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn
anh ngủ sớm đi, ngủ sớm, ngủ sớm đây. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, ngủ một vành cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra là ít thôi, lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa con. Đi chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của à? Anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy, nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn tả tim nghĩa là cái bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không nghĩa. Con bảo là em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi, em không làm như thế mà em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua kiểu anh đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại. Tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là hai vợ chồng em ok là, rồi. Hai vợ chồng em mà không có không, gần như là không có cái thật ra, gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi. Đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó bỏ qua đi. Đúng đó. Thế nhá, cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói chắc nó có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ. Việc gì là... con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai. Không công khai trên mạng. Thì là chỉ có gia đình, bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình chưa, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân
con không muốn vợ con bị những cái người mà đó. Những người mà fan họ quá khích. Nhưng mà đó là họ trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Thì... Trời. Đấy, cho nên con đừng có dạy gì mà con ghen hết. Nha. Đó, cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè, bây giờ nè. Đó. Thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn là mình cũng không có quá lãng mạn. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ, không tỏ có tỏ tình. Tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy phọt con. Mày đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi. Nhưng mà anh rất là cảm ơn. Cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau. Và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Rồi, ơi. Quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc.